lời cao quý của Phật tổ dạy để mình khuyên, mình nhắc, làm cho người đó họ bớt buồn, rồi họ lại yên lòng ngồi tu không có chán nản. Thì như vậy có bố thí chưa, có làm cho ta vui chưa? Này, từ trong đạo đến ngoài đời ai cũng có phương tiện làm cho người khác vui được hết, phải không? Chỉ mình không có thực tâm, mình không có hết lòng thôi. Thế nếu mình thực tâm, mình hết lòng thì lúc nào mình cũng làm cho thiên hạ vui. Nếu có của ai thiếu mình giúp thì họ vui. Nếu mình có công, ai gặp cái sự khó khăn hạn nhọc mình gánh vác đỡ thì họ cũng vui. Ai gặp chuyện buồn, những cái gì bực bội mình giải cho họ được, không còn buồn, không còn bực nữa thì họ cũng vui. Thì nhưng không phải chỉ riêng một ai làm thôi, mà tất cả chúng ta ai cũng làm được hết. Vì vậy mà với cái tinh thần Phật giáo lúc nào cũng bảo chúng ta phải đem lại những cái an lạc cho mọi người, chứ đừng làm đau khổ cho mọi người. Bởi vì tất cả chúng ta sinh ra trên đời này nó đã là khổ rồi, thì mình phải ráng làm sao tìm được một nguồn an vui cho mọi người. Thì như vậy họ mới bớt khổ. Mà bớt khổ đó là chúng ta đã thương, đã nhớ ơn Đức Phật. Vì Đức Phật đã từng nói, người nào mà cứu khổ hay là giúp đỡ chúng sinh, đó là người đã giúp đỡ Phật. Cho nên chúng ta phải làm cho mọi chúng sinh được an vui, đó là làm cho Phật vui. Thì không phải chỉ giúp đỡ bằng tiền của, giúp đỡ bằng sức lực, giúp đỡ bằng sự khuyên lớn, hay là cố giải bài những cái điều hay dở cho họ biết, mà chúng ta còn có cái cảm thông. Ở đây tôi thấy nhất là ở trong chùa, mà những người có cái trọng trách lớn như là trụ trì, là phó trụ trì hay tri sự rồi chẳng hạn, có những khi mình không có cho họ cái gì hết, mà chỉ cần có sự cảm thông là họ cũng vui rồi. Nên có nhiều lúc mấy vị trụ trì ngồi muốn cong cái lưng để nghe mấy bà Phật tử tới kể lễ việc nhà, có buồn bực gì đó, cái rồi không ai để giải bài được, thì chỉ còn có quý thầy dễ thông cảm và còn quý cô dễ thông cảm. Cho nên ngồi mà kể lễ hết từ đầu tới cuối những sự việc xảy ra, mà nếu mà ta kể nữa đừng bỏ đi nghe là buồn rồi. Cho nên phải ráng ngồi cong cái lưng, ráng ngồi ngồi nghe cho hết, dù chứ không có giúp được cái gì, nhưng mà chịu khó nghe họ cũng cho lại vui rồi, họ cũng cho là cảm thông được rồi. Mình nói là thế được thì gọi là họ trút được cái gánh nặng của họ rồi. Cảm thông để cho họ được an vui. Chứ nếu mà chúng ta không có sự cảm thông á, thì nhiều Phật tử họ cũng sẽ buồn. Bởi vì thực tình ở thế gian họ không tin ai, họ tin quý thầy, tin người tu lắm. Và quý thầy, quý cô là người tu, cho nên những cái gì họ khó nói, họ khó giải bài, tới họ nói với mình, mình chịu khó ngồi nghe, nghe cách chăm chú chứ đừng nghe sơ sơ. Họ không biết ai biết được chuyện gì, nhưng mà nghe hết chuyện rồi họ cũng thấy nhẹ, họ cũng thấy mình cảm thông được với họ. Đó là cái điều mà tôi nói, chỉ cần cảm thông chút cũng là một nguồn vui cho người ta, chứ không phải đợi tới cho của, cho tiền gì. Từ kế cái đó nữa là sống trong huynh đệ, mà mình phải tập có cái tâm biết tha thứ nhau. Thực tình có những người khi họ làm lỗi thì lúc đó họ ít có biết họ lỗi, nhưng mà tới chừng họ biết lỗi thì chuyện đã rồi. Mà đã rồi thì sao? Tức là họ hối hận. Và khi hối hận đó thì nó đòi hỏi cái người được cảm thông với họ, để mà khi họ tới xin lỗi mình tha thứ, mình đừng cố chấp, thì đó là mình đã ban cái an vui cho họ. Rồi khi nào người ta bị lỗi lầm thì lương tâm gắn rít làm cho họ khó chịu, làm cho họ bối rối,
lại càng bối rối hơn, họ càng khổ sở hơn. Cho nên khi họ biết lỗi, họ xin là cái nguồn vui, ban vui cho họ. Thì như vậy, quý vị thấy, chính cái tinh thần của người tu là giúp cho mọi người chung quanh mình được an vui. Thì cái an vui đó, nó từ cái riêng cá nhân mình cho tới cái chung là của mọi người. Ai nấy đều được cảm thông, đều được an vui. Thì đó mới thực là cái vui chung. Như vậy thì tôi nói nãy giờ chỉ là cái vui trong cái tập tu để giúp đỡ người. Bây giờ tôi muốn nói cái vui mà chính bản thân mình, chính cái tu hành của mình cảm nhận được đó. Mà cái vui đó là cái vui bắt chúng ta phải sống ngay cái phút giây hiện tại. Đây tôi dẫn trong kinh, cái bài kinh mà tôi thường khuyên quý bà cụ mấy năm trước học thuộc lòng: đừng luyến tiếc quá khứ, đừng lo lắng tương lai. Quá khứ thì không còn, tương lai thì chưa tới. Kẻ thức giả an trú, vững chãi và thảnh thơi, quán chiếu giờ hiện tại. Như vậy thì đừng luyến tiếc quá khứ. Tại sao? Vì quá khứ thì không còn. Quá khứ đã qua mất rồi. Qua mất và luyến tiếc nó thì chỉ là một cái ngồi mơ tưởng, ước mong vô ích thôi. Và đừng lo lắng tương lai. Tại sao vậy? Tương lai thì chưa tới. Nhiều khi chúng ta có cái tật không nghĩ quá khứ thì mơ ước vị lai. Tại sao? Bởi vì quá khứ là những cái vui, những cái buồn nó đã có ấn tượng sâu đậm trong tâm não của mình. Cho nên ngồi lại thì nhớ, nhớ những cái gì khi xưa rất là vui, hoặc nhớ cái gì khi xưa rất là khổ, rất là buồn. Những cái đó nó cứ ám ảnh trong đầu, trong tâm não mình hoài, nó không có cho mình yên. Thì quý vị, nhất là lúc ngồi thiền đó, mấy cái đó nó sống trở lại mạnh lắm. Rồi nếu mà cái quá khứ mình không có nặng thì lại nặng cái tương lai. Nhất là sắp đặt một công tác gì, sắp làm, sắp đi đâu. Quý vị nhớ, ví dụ như những người nào mà thích du lịch, ngày mai được đi du lịch, đêm nay cũng ngon không? Ngồi thì như vậy thì mình cứ lo lắng những cái gì sắp đến, nhưng mà cái sắp đến đó nó chưa tới. Mình chưa tới lo chắc có được gì, thì mai làm gì đó thì cứ tới mai rồi sẽ làm. Chứ bây giờ ngồi nữa nghĩ mai phải cái này, mai phải cái kia, cứ lo mãi nó không có được an ổn. Thì như vậy cái tâm chúng ta sở dĩ nó loạn tưởng điên đảo là vì chúng ta nhớ quá khứ, chúng ta lo vị lai mà nó cứ lăn tăn lộn xộn mãi. Cho nên ở đây Đức Phật dạy kẻ giả an trú, tức là cái người kiến thức thì phải an trú. An trú thế nào? Nơi ở đâu? Quán chiếu giờ hiện tại, nghĩa là phải sống ngay cái giờ phút hiện tại này. Nếu là quý vị có những cái giờ rảnh rang như buổi chiều đi lại một cái cục đá mình ngồi, thì lúc đó quý vị sẽ nói ngồi đó làm gì? Phải không? Thì ngồi chơi, ngồi thảnh thơi, giải trí. Nhưng mà khi ngồi có chuyện chơi không? Ngồi không chuyện chơi, ngồi rồi nhớ chuyện năm ngoái, năm kia, năm trên, năm dưới, cứ nhớ hoài. Thì trong đầu cứ lặp loạn chọn, không có bao nhiêu cảnh trước mắt mình nó đẹp, nó tốt. Thì mình có tính cái chuyện tới, rồi mai kia mốt nọ, phải thế này, thế nọ. Cứ như vậy rồi cái đầu mình nó không có bao giờ an ổn. Cho nên thấy dường như mình thảnh thơi, mà có thảnh thơi được chút nào đó, phải không? Cho nên cái người trí là cái người sống với cái phút giây hiện tại. Bây giờ quý vị khỏi có cần nói tu nhiều tu ít gì, miễn làm sao ngồi nói dần. Ngồi chơi thì ngồi chỉ là chơi, nhìn trời, nhìn mây, nhìn cây cỏ, thảnh thơi những cái gì
tươi sáng đẹp đẽ chung quanh mình, mình thấy rõ ràng hết, mà trong đầu không có một niệm quá khứ vị lai gì hết, thì quý vị lúc đó có tu không? Mà lúc đó cái gương mặt quý vị có rạng rỡ tươi cười hay lúc đó buồn âu sầu áo não, nghĩa là không có một niệm quá khứ vị lai thì tự nhiên mình dường như có hơi mỉm mỉm cười, chứ không có cái mà âu sầu. Còn nếu mình nhớ cái quá khứ vị lai á, thì nhớ tới cái chuyện giận á, thì wow, nhớ cái chuyện buồn cha anh gì mất á, thì buồn, phải không? Rồi nhớ tới cái chuyện người ta gạt gẫm mình á, thì tức, thì cái biết nó hiện liên miên, phải không? Còn nếu mà mình buông tất cả, ngồi cái tự tại thảnh thơi, không có một niệm gì hết, thì tự nhiên nhìn cảnh, nhìn cái không có, thì đây tôi nhắc lại một cái thiền sư mà hôm trước
thiền sư đó, khi mà hỏi ngài vừa thấy Lý Thánh Tông, hỏi rằng hòa thượng ở đây bao lâu, thì ngài nói sao? Đảng tri kim nhật nguyệt hà thức cử xuân thu, thì nói rằng sống ngày nay, viết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì. Như vậy thì ngài chỉ nhớ hiện giờ đang sống, còn chuyện tâm trên dưới ngài chỉ nhớ, không cần viết. Thì quý vị thấy tinh thần thiền nó là như vậy, đó là sống nha. Bạch Mân thấy cái vẻ lộ tầm chân, tức là chút biến qua màn đông cảnh khác, tăng trong mây bạc diện toàn, không có đẹp lắm ta, phải không? Cái đẹp nó đẹp đó là nhờ cái gì? Nhờ cái tâm hồn mình đang tâm sáng, yên tĩnh, tâm sáng ngay phút giây hiện tại. Nó không bị cái quá khứ chen lấn, nó không bị cái dị lai lôi kéo, cho nên tâm là an tịnh, mà an tịnh thì tâm sáng, mà tâm an tịnh tâm sáng cho nên nhìn tất cả như vậy đều là đẹp thơ, đều là đẹp đẽ. Còn nếu cái tâm mình nó bị bực bội, bị nó lôi cuốn thì tâm mình như vậy rồi thì cảm thấy cũng xấu xa rồi, thôi không có tốt được. Thì như vậy chúng ta mới thấy người xưa từ cái nhìn cho tới cái cuộc sống lúc nào cũng tạo cho mình một cái tâm hồn trong sáng. Trong sáng đó không phải làm cái gì mà chỉ là dừng lại những cái kiểu quá khứ, những cái việc vĩ lai, những cái đó mình dừng lại, tâm mình là được an tĩnh. Thì tâm an tịnh thì trong sáng, giống cũng như là nước đục mà nó được để yên. Để yên thì sao? Thì cạn quá lắm, lắm thì nước trong. Mà nước trong thì tức là mình nhìn vào thấy mặt mình giống như nhìn xuống vô trong mặt gương, phải không? Như vậy trong tức là sáng. Nha. Vì vậy mà chúng ta hiểu rõ tinh thần tu thiền không phải làm cái gì kỳ diệu, mà chỉ là dừng hết những niệm tưởng quá khứ, vị lai, sống ngay trong cái niệm hiện tại, tức là an nhiên, không có chạy theo ngoại cảnh, không có dính mắc với thời gian quá khứ vị lai, thì lúc đó chúng ta được an nhàn, được tự tại. Hiện tại thì nếu cái tâm hiện tại thì nghĩ cái này nghĩ kia nó cũng lăng xăng. Cho nên nói hiện tại ở đây có nghĩa là những niệm mà nó dấy khởi trong phút giây hiện tại đó chúng ta cũng buông, chỉ là một cái thể yên tĩnh, sáng suốt, rõ biết mà không có dấy động, thì cái đó mới thực là cái hiện tại. Thì cái hiện tại đó mới là cái tinh thần của các thiền sư. Thì như vậy quý vị mới thấy rõ cái đạo lý của nhà Phật, cái sự tu hành của nhà Phật. Từ trên đến đây thì ở trên chúng ta buông cái tham, chúng ta buông cái sân, rồi tới đây thì buông cái nghĩ quá khứ vì là, phải không? Mà chỉ sống với cái niệm hiện tại. Mà niệm hiện tại tức là chỉ có một cái tâm an tĩnh hiện tại, chứ không phải khởi nghĩ lăng xăng. Thì như vậy đó là chúng ta sống hợp với đạo, đúng với tinh thần thiền. Thì như vậy cả giáo lý Nguyên Thủy hay là giáo lý A Hàm cho tới các thiền sư đều không có sai biệt, không có khác ở cái tinh thần tu. Như vậy thì cái an vui của người tu là do tâm hồn nó an định, trong sáng, cho nên nhìn đến gương mặt lúc nào cũng rạng rỡ. Bây giờ quý vị khi nào tự kiểm đi, ngồi thiền mà tới một phút giây nào đó tâm mình nó yên tĩnh, không có một cái dí động nào hết mà mình tỉnh, thì lúc đó cái miệng mình nó là sao? Nó có chảy nước miếng không? Chắc không có, mà miệng
hơi mình cười thấy rất nhẹ, khỏe. Còn nếu mà lúc nào ngồi mà đầu gật lên gật xuống à, thì có khi chảy nước miếng sụp lưng. Mà rất thương với niềm ngủ, người ngủ gật ngáy lên. Ngủ ngon quá chừng. Bởi vậy cho nên cái an vui là tâm thanh định, tâm sáng. Còn khi ngủ gục á, thì nó sai. Nó sai thì nó mất tự chủ. Còn khi nào loạn tưởng á, thì quý vị thấy sao? Không buồn ngủ. Bữa nào bạn tưởng nhất định không buồn ngủ. Mà sao? Nhớ chuyện này hay nhớ chuyện kia mà cũng mau hết giờ lắm. Kiên nhớ hết chuyện này tới chuyện kia liên tục rồi cái hết giờ. Nhưng mà giờ cái mặt người đó thì lát buồn, lát giận, lát thương, lát ghét đủ hết. Vì nhớ chuyện xưa, chuyện xưa có cái thì hay, có cái thì dở. Nên rồi nó đổi luôn luôn, nó không có cái an tĩnh, không cái vui tươi. Cho nên rồi chúng ta nhìn lại gương mặt cái Đức Phật thì thấy một vui vẻ nó an tĩnh mà tươi vui à, thì chính thiền nó là vậy. Nó đưa mình tới sự an tĩnh mà vui tươi, chứ không phải an tĩnh trong cái sai, mà cũng không phải an tĩnh mà cái lối nửa giận nửa buồn gì đó. Nó không có như vậy, mà luôn luôn lúc nào cũng vui tươi. Thì như vậy quý vị mới thấy tu là vui hay buồn đức đều đưa mình tới cái an vui không à. Đây thêm một bước thứ hai nữa là cái bước này rất mạnh. Thường ấy, chúng ta học các kinh Nguyên Thủy hay kinh A Hàm thì luôn luôn Phật dạy người tu phải thấy sanh tử là việc lớn, tức là nghĩ luôn luôn phải nghĩ tới cái chết để mà nhắc mình cố gắng tu. Như vậy thì cái chết là cái đáng sợ, phải cố gắng tu hành, đừng để tới chết mà không có ra gì. Như vậy mà chữ sanh tử đối với cái người tu theo cái hướng của A Hàm thì nó rất là quan trọng. Cho nên gọi sanh tử là sự đại, là việc lớn. Nhưng mà tới những cái người khi mà làm chủ mình cách tự tại rồi á thì lại khác à, như ngài thiền sư Từ Minh ngài nói sanh như đất tranh đông, tử như cởi áo hạ à, giống như mùa đông lạnh rét mà mình được cái chăn ấm mình trùm lên khỏe biết mấy, ngủ ngon biết mấy, phải không? Như vậy sanh ra cũng là một hạnh phúc. Tự như cởi áo hạ khi mình chết giống như là cái mùa hạ đực nọ đổ mồ hôi mà cho mình cởi áo trần ra, phải không? Nó nhẹ làm sao đó. Thì như vậy chết cũng là buồn vui, như vậy sanh là buồn vui, tử cũng là buồn vui, chứ không phải nó tử vui sanh là khổ, cũng không nói sanh là vui tử là khổ, mà sanh tử đều là một mùa vui đó. Tới đó là tới chỗ tự tại. Bởi vậy nên các vị Bồ Tát không sợ tử, phải không? Tại sao không sợ tử? Ngài có sợ sanh không? Cũng không sợ sanh. Cho nên các ngài mới lăn ở trong cái lục đạo mà giáo hóa chúng sinh. Chứ nếu sợ cái sanh á thì sửa sẵn ra đời là rung lên rồi, còn muốn vào đó là gì? Cho nên đối với các ngài sanh tử nó không thành vấn đề, mà lúc nào cũng sẵn sàng, nếu cần thì cứ sanh, còn nếu không cần thì cứ tử. Sanh tử thì tùy duyên, lợi cho chúng sinh thì được, chứ không có nghĩ mất thân này rồi làm sao, hay là ra đời gặp những cái cảnh ngang trái rồi làm sao, không bao giờ nghĩ cái đó. Hãy sanh tử như là trò chơi vui đùa thôi. À, như vậy thì quý vị thấy chúng ta tu mà tới được cái mức đó rồi thì khỏi có hỏi chết rồi trở lại được không, có cần phải được đó không? Thì nếu mà mình đã tự tại rồi phải chết có cần trở lại nữa không, thì mình cứ trả lời tùy duyên, cần thì lại, không cần thì thấu, phải không? Chứ không có gì hết, không có gì quan trọng. Còn mình bây giờ mình đang sợ hãi là gì, mình sợ
mất cái thân này là kiếm lại khó quá. Thế là không biết là mang cái thân sao nó có đủ tay chân như vậy không, hay nữa lông láo đù xù nó còn khổ nữa, không sợ mang thân khác. Và nếu mà mình được tự tại rồi thì cái chuyện được mất không còn sợ nữa. Đó thì như vậy quý vị mới thấy cái người tu từ cái bước thứ nhất là chúng ta muốn được an vui thì dứt lòng tham. Cái bước thứ hai chúng ta muốn được an vui thì dứt cái lòng sân nóng giận. Rồi cái bước thứ ba chúng ta muốn được an vui thì bỏ cái si mê. Cái gì là si mê? Nhớ quá khứ, tưởng vị lai, mà khi đó không cần, phải không? Những cái lúc mình không cần nghĩ quá khứ vị lai mà nó cứ lôi mình, đó là si mê, không còn chủ được. Si buông hết thì đó là cái nguồn an lạc, chưa có gì hết. Mà cái vui của chúng ta là cái vui của cái người đã thắng được ba thứ độc. Thứ độc là tham sân si, mà nhà Phật gọi là tam độc đó. Như vậy thì mình thắng được ba thứ độc của mình rồi thì sẽ có lợi ích cho mọi người và sẽ lợi ích cho tất cả chúng sinh chung quanh mình. Còn nếu mình chưa thắng nó thì khó mà lợi ích cho tất cả được. Vì vậy mà chúng ta tu nói thì rất là nhiều, nhưng thực ra cái gốc là phá được ba cái tham sân si đó. Mà cái si nhất của chúng ta là cứ nuôi dưỡng những cái niệm. Những niệm khởi đó là cái bóng chạy theo sáu trần. Mà cái bóng đó mà mình cứ chấp cho mình để nó dẫn mình đi thì đó là si chứ không gì nữa. Cho nên nhà thiền nói vừa giới niệm đó là si là vô minh. Như vậy thì giới niệm là si là vô minh, mà mình giới nhiều ít, giới liên miên, cho nên mình vô minh dày đặc đó. Vô minh dày đặc là như vậy đó, chứ không gì lạ hết. Hiểu cái chỗ đó rồi thì quý vị mới thấy cái gốc của sự tu. Đó chút là cái hiện nay, tức là qua một năm chúng tôi giao cho quý vị lo trách nhiệm cho chúng, những người ở trong chúng mới vào đạo hay là những người cũ được nhập thất thì ban lãnh đạo đều có trách nhiệm lo cho họ. Mà tôi thì tôi chỉ có trách nhiệm đối với mấy người cũ, cho nên 3 tháng tôi có vào thất thăm một lần để coi sự tu hành tiến bộ ra sao. Thì như hôm trước tôi đã có nói qua cho quý vị nghe, nói rằng 3 tháng đầu tôi đi thăm á thì hết bao nhiêu phần trăm tiếng, bao nhiêu phần trăm khói, nhớ không? Thì tôi thấy 60% là hơi nhập nhằng mệt mỏi, thì chỉ có được 40% thì thấy tỉnh sáng khác. Nhưng mà 3 tháng thứ hai tôi đi thăm thì thấy ngược lại, 60% thì hơi nhẹ nhàng thảnh thơi, chỉ còn 40% thì thấy còn nặng nề. Nhưng mà tới 3 tháng thứ ba đi thăm thì tôi thấy khác hơn nhiều. Thì tới bây giờ những người một năm họ mãn thì có nhiều cái, hoặc là có những người trực tiếp thưa với tôi mà không qua những cái bài kệ, hoặc có những người thì trình qua những bài kệ để cho thấy cái bước tiến cho chúng ta yên lòng rằng người tu nên để tựa an an và cười. Ngoài kia nắng ấm qua đua nở, ngoài kia tức là ngoài cái dòng rào của thất đó,